Jimin, BTS chấp cả ống kính hung thần tại sự kiện ở New York. Màn xuất hiện của Jimin, BTS tại sự kiện cao cấp ở New York. Mỹ nhanh chóng gây bão mạng xã hội, vào ngày 28 tháng 4 giờ Việt Nam. Jimin, BTS đã đến dự sự kiện của hãng trang sức xa xỉ tại New York. Mỹ với tư cách đại sứ toàn cầu, ngay lập tức, màn xuất hiện của Mỹ nam BTS gây tiếng vang khắp các mạng xã hội. Được người hâm mộ dần dần bàn tán, chia sẻ, từ thành viên bị chê bai ngoại hình. Jimin ngày càng thăng hạng về nhan sắc và khí chất. Vẻ điển trai và cuốn hút như tổng tài của Mỹ nam BTS chấp cả ống kính hung thần Getty Images lẫn camera thường. Jimin không phải Mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nét đẹp phi giới tính cùng thần thái cuốn hút của anh là vũ khí thu phục hàng triệu fan. Ống kính hung thần Getty Images dù có thể dìm hàng vóc dáng Jimin đôi chút do góc chụp. Nhưng không thể làm lu mờ vi rùa của anh, Mỹ nam BTS chính là gương mặt được thương hiệu trang sức xa xỉ chọn mặt gửi vàng làm đại sứ toàn cầu. Điều này chứng tỏ vi rùa và đẳng cấp của nam idol đã được công nhận. Jimin không phải Mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nét đẹp phi giới tính cùng thần thái cuốn hút của anh là vũ khí thu phục hàng triệu fan. Khoảnh khắc Jimin lướt qua ống kính cam thường cũng đủ khiến fan đổ gục. Qua ảnh chưa chỉnh sửa, thậm chí trông nam idol còn cuốn hút hơn.